Ủa Vinh đi đâu mà Vinh gầy vậy? Toàn đồ dữ vậy Vinh? Dạ con đi xe. Đi xe gì mà thấy nặng có máy bay mà xe vậy? Hả? Xe này là xe có cánh, xe có cánh. Tại sao gọi là xe có cánh? Tại vì thấy không, cái máy bay đằng đẵng nó có bánh xe và giờ có cánh nữa, người ta gọi là xe có cánh. À, cái này ta gọi máy bay cho dễ hiểu đi Vinh ơi. Lần đầu tiên nghe Vinh nói là đi xe có cánh luôn á. Đi xe có cánh thôi Vinh ơi. Fight.